Sau mỗi mùa World Cup, thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của người hâm mộ ngoài những màn thể hiện ấn tượng, những bàn thắng đẹp thì còn là những pha bỏ lỡ 10-10 của cầu thủ, những tình huống biến bàn thắng thành cơ hội một cách khó tin. Và tại World Cup 2022 trên đất Qatar năm nay, không thiếu những cầu thủ khiến người xem phải cảm thấy khó hiểu bởi những tình huống xử lý bóng của mình. Trong đó nổi bật nhất là bộ ba báo thủ Lautaro Martinez, Darwin Núñez và Romelu Lukaku. Với Lautaro Martinez, dù cho tiền đạo này đã cùng tuyển Argentina giành chiếc cúp vàng danh giá, nhưng những đóng góp của cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Inter Milan lại gần như bằng không. Tại World Cup 2022, huấn luyện viên Scaloni rất thích chơi với sơ đồ hai tiền đạo để tận dụng sự sáng tạo và linh hoạt ở tuyến tiền vệ. Đây cũng chính là sơ đồ yêu thích của Lautaro Martinez tại Inter Milan. Hai mùa giải đỉnh cao của anh đó chính là 2019-2010 và 2020-2021 khi cùng với Lukaku đã tạo ra hơn 80 bàn thắng trên mọi đấu trường. Lautaro Martinez được gọi lên tuyển Argentina từ năm 2019 và đã có thành tích không tồi với 12 bàn thắng sau 24 trận ra sân tính đến thời điểm hiện tại. Đây là một thành tích không hề tệ, đặc biệt cho màu áo Inter Milan. Tiền đạo 25 tuổi này cũng đã kịp có được 7 bàn thắng sau 15 lần ra sân. Nhiều người đã nghĩ rằng Argentina sẽ có một sát thủ vòng cấm tại World Cup 2022, nhưng điều đó lại hoàn toàn ngược lại. Trong trận chung kết quan trọng của La Albiceleste, tiền đạo này có ít nhất 3 lần được đồng đội trao cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Lautaro Martinez đều bỏ lỡ một cách khó hiểu. Đáng chú ý nhất là tình huống anh đối mặt với thủ môn Hugo Lloris nhưng lại khá chần chừ trong việc dứt điểm để rồi hậu vệ tuyển Pháp kịp thời cản phá. Ngoài ra trong tư thế chống trải, Lautaro Martinez lại đánh đầu một cách nghiệp dư khi nhận được đường tạt bóng từ bên phía cánh phải. Ở lần thứ 3 dứt điểm cận thành, tiền đạo này vẫn không thể ghi bàn. Dù vậy Messi đã kịp có mặt để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2. Đây không phải là trận đấu đầu tiên tại World Cup 2022 mà Lautaro Martinez vô duyên đến như vậy. Trước đó anh đã có 2 lần đá chính trước Ả Rập Xê Út và Mexico nhưng không để lại nhiều dấu ấn để rồi mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Julian Alvarez. Không còn hình bóng sát thủ như tại Inter Milan, Lautaro bỗng hóa khúc gỗ trong kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Chiếc vô địch World Cup 2022 của Messi đáng lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như không có báo thủ Lautaro. Rất may khi sát thủ của Serie A không có phong độ tốt thì bên cạnh Leo vẫn còn có những đồng đội rất xuất sắc. Dẫu vậy, Lautaro vẫn kịp cho thấy giá trị của mình trên những loạt sút luân lưu. Cầu thủ này có thể tệ trong những pha xử lý bóng ở trên sân, nhưng những cú sút trên chấm phạt đền của anh lại vô cùng uy tín. Sau trận chung kết World Cup 2022, người hâm mộ còn chia sẻ khoảnh khắc Lautaro Martinez đạp trúng mặt Messi khi cố gắng trèo lên xà khung thành để ăn mừng. Đó có lẽ là cú đá thành bàn duy nhất của Martinez ở giải đấu diễn ra tại Qatar. Ngôi sao quả tạ kéo Messi từ trong cho đến ngoài trận đấu. Người đồng đội trong màu áo của câu lạc bộ Inter Milan là Romelu Lukaku thậm chí còn có màn thể hiện thảm họa hơn nhiều. Romelu Lukaku đã phải vật lộn với chấn thương trong mùa giải này, chỉ ra sân 4 lần cho Inter Milan. Tiền đạo sinh năm 1993 vì thế không đạt thể trạng tốt nhất cho World Cup, nơi anh không có một lần đá chính cho tuyển Bỉ sau 3 trận vòng bảng. Trong cuộc chạm trán với Croatia lẫn trận cuối bảng E với nhiệm vụ phải thắng để giành vé đi tiếp, Lukaku được huấn luyện viên Roberto Martinez tung vào sân nhằm mục đích tạo ra sự khác biệt trên hàng tấn công của tuyển Bỉ. Và những gì xảy ra sau đó khiến chúng ta không thể tin nổi. Quả thật khi tiền đạo sinh năm 1993 thi đấu, Bỉ có một thế trận sáng sủa hơn hẳn. Dù vậy cũng chính tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan đã trở thành tội đồ khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn. Phút 60, sau nỗ lực dứt điểm không thành của Yannick Carrasco, Lukaku lao vào đá bồi nhưng cú sút chân phải lại trúng cột. Không lâu sau, tiền đạo được Chelsea cho Inter mượn đánh đầu vọt xả từ khoảng cách hơn 5m. Tuy nhiên, Lukaku có thể không được công nhận nếu đưa bóng vào lưới ở tình huống này, do Kevin De Bruyne dường như để bóng trôi hết biên dọc trước khi thực hiện quả tạt. Pha bỏ lỡ đáng kể nhất của Lukaku là ở phút 90 khi quả tạt của Thorgan Hazard đưa bóng đến vị trí của tiền đạo ngay trước khung thành. Nhưng Lukaku dường như giật mình với pha đánh đầu phá bóng hụt của Dejan Lovren. Anh không chế không tốt, khiến bóng bật ra và bị thủ thành Livakovic tóm gọn. 2 phút sau, bóng lại tìm đến vị trí của Lukaku, tiền đạo của Bỉ vung chân sút vào không khí do Josko Vadion đã nhoài người cản phá. Khó có một từ ngữ nào có thể miêu tả phong độ của Lukaku ngày hôm ấy, thảm họa thôi là chưa đủ. Tiền đạo mang áo số 9 được hy vọng sẽ là chìa khóa giúp Bỉ mở cánh cửa đến vòng 16 đội. Nhưng những pha bóng giật mình thương hiệu được Lukaku thể hiện trên sân đã biến anh thành tội đồ của người hâm mộ quê nhà và gã hề với những fan hâm mộ của bộ môn túc cầu trên toàn thế giới. Không những vậy, sau khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận, Lukaku bước về khu kỹ thuật tuyển Bỉ. Trong một phút thiếu kiểm chế, tiền đạo này vung tay đấm vào bên hông băng ghế dự bị, khiến tấm kính chắn rời rả. Trợ lý huấn luyện viên trưởng Thierry Henry sau đó phải đến ôm Lukaku và dành những lời an ủi cho tiền đạo này. Nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng giúp ích quá nhiều khi cuối cùng tuyển Bỉ đã bị loại ngay từ vòng bảng của World Cup năm nay. Màn thể hiện tệ hại này khiến Lukaku quyết định hủy kỳ nghỉ của mình.
Nguồn tin từ Italy tiết lộ, cầu thủ 29 tuổi sẽ có mặt ở Milan trong ít ngày tới. Sau đó, tiền đạo sinh năm 1993 có thể nhanh chóng vùi mình và tập luyện ở trung tâm huấn luyện Appiano Gentile của Inter. Lukaku đang khao khát lấy lại thể lực sung mãn để có những đóng góp quan trọng cho Inter giai đoạn 2 ở mùa giải này. Cái tên cuối cùng của mũi đinh ba tệ hại này là Darwin Núñez, tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Liverpool đến World Cup với niềm hy vọng lớn lao. Người ta kỳ vọng anh sẽ trở thành thế hệ kế thừa xuất sắc của những Luis Suarez và Edinson Cavani. Thế nhưng, Núñez đã cùng Uruguay chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay sau vòng bảng. Thực tế, bom tấn của Liverpool bước vào kỳ World Cup 2022 với phong độ khá cao khi anh đóng góp đến 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho The Kop trước khi hành quân đến Qatar. Các cổ động viên tưởng như đã tìm thấy một Núñez tự tin và bình tĩnh hơn trong những pha dứt điểm, để rồi những gì mà tiền đạo này để lại tại Qatar chỉ toàn là một nỗi thất vọng. Núñez đã không thể duy trì phong độ ấn tượng, thay vào đó, anh thi đấu như một tiền đạo hạng 2 và hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ mối nguy hại nào cho khung thành của đối phương. Ở trận đấu gặp tuyển Bồ Đào Nha, suốt 72 phút có mặt ở trên sân, Núñez tung ra được vỏn vẹn một pha dứt điểm và dù chỉ chạm bóng 29 lần, nhưng anh lại có đến 13 lần khiến Uruguay mất quyền kiểm soát bóng. Đồng thời, chân sút 23 tuổi còn gây thất vọng mạnh mẽ khi để thua trong 4 trên 4 tình huống tranh chấp bóng bổng và chỉ giành chiến thắng trong một pha tranh chấp tay đổi. Trước một đội tuyển Hàn Quốc được đánh giá là yếu hơn về mặt đẳng cấp, tiền đạo trẻ này lại tỏ ra vô hại một cách khó tin. Phút 22 trong một pha phản công của Uruguay, bóng được đưa vào trong vòng 5m50 nhưng tiền đạo Darwin Núñez đã bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Thậm chí ngôi sao của Uruguay còn không thể chạm bóng bất chấp cơ hội đã ở rất gần. Ngay lập tức pha bóng trên của Darwin Núñez khiến người hâm mộ thêm một phen ngán ngẩm, bởi đây không phải lần đầu tiên Núñez tỏ ra vô hại ở những pha bóng như thế này. Để rồi Núñez rời giải đấu với thành tích trắng tay đúng nghĩa, không một dấu ấn, không một bàn thắng. Anh kết thúc kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp theo cách không thể nghèo nàn hơn. Từ Forlan đến Suarez và Cavani, các tiền đạo của Uruguay luôn tạo ra nhiều điều đặc biệt tại những kỳ World Cup gần đây. Nhưng hình như Núñez là trường hợp ngoại lệ của quốc gia Nam Mỹ này. Thậm chí mới đây thôi, sau khi trở về từ World Cup, Darwin Núñez tiếp tục có 4 tình huống bỏ lỡ cơ hội trước Aston Villa trong khuôn khổ Premier League. Dù lữ đoàn đỏ vẫn dễ dàng giành chiến thắng, nhưng có vẻ như các Liverpoolian đang dần mất kiên nhẫn với tiền đạo đắt giá của họ. Mặc dù vậy, Núñez vẫn được đài Amazon Prime Video trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận và điều này khiến các cổ động viên cảm thấy hoang mang. Sau trận đấu, huấn luyện viên Klopp cũng lên tiếng bảo vệ Núñez. Darwin Núñez đã chơi một trận đấu phi thường. Cậu ấy sẽ ghi những bàn thắng, tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Cậu ấy mang lại cho chúng tôi nhiều hơn thế. Cậu ấy sẽ ghi bàn. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Núñez đã tạo ra một màn trình diễn nổi bật ở trận đấu này. Sự tự tin có lẽ là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thi đấu của bộ ba này. Sau nhiều pha bỏ lỡ khó tin, cả ba đều tỏ ra ngần ngại trước các quyết định dứt điểm. Họ đánh mất đi sự tỉnh táo trong các tình huống xử lý. Khi cần sút thì lại chuyền, khi cần chuyền thì lại cắm mặt vào sút. Ngoài ra, áp lực từ phía khán giả cũng là rất lớn. Khi đang có màn trình diễn tệ hại, mỗi pha chạm bóng đều bị các cổ động viên xăm soi từng chút một. Vậy nên đôi chân của họ dường như bị một lực cản vô hình đè nén và càng lúc càng trở nên tù túng hơn. Dẫu vậy, với một cầu thủ mang đẳng cấp thế giới, việc vượt qua áp lực và quãng thời gian thi đấu bết bát không còn là một điều xa lạ. Đây cũng chính là sự khác biệt trong tâm lý thi đấu của một cầu thủ chuyên nghiệp với một cầu thủ tầm trung. Nếu muốn chứng tỏ bản thân, họ cần biết tiến lên và vượt qua nỗi ám ảnh tâm lý khi chơi bóng. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi kiếp bão thủ và vươn lên thành những tiền đạo hàng đầu thế giới. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.